khai trừ đảng nguyên phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ đảng thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, nguyên phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Tại kỳ họp thứ 25 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 1, Ủy ban kiểm tra UBKT Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tiếp nhận công dân Việt Nam về nước trong đại dịch. Ủy ban kiểm tra Trung ương đánh giá, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban nhân dân thành phố và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế và tiếp nhận công dân về nước. Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã làm sai lệch chủ trương của Đảng và nhà nước, có nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của cấp ủy và chính quyền thành phố. Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và các ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Khắc Hiền, nguyên giám đốc Sở Y tế, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, nguyên phó giám đốc Công an thành phố. Liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định khiển trách Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, cảnh cáo ông Nguyễn Khắc Hiền, khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Anh Tuấn, đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Trử Xuân Dũng. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban kiểm tra Trung ương. Thực hiện kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 24 về tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm một số tổ chức đảng, đảng viên. Tại kỳ họp thứ 25, Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.